Nay tôi chia sẻ bằng chủ đề 5 bức tranh nổi tiếng thế giới và những câu chuyện thú vị phần 2. Thì tôi đã có một video là nói về 6 bức tranh. 6 bức tranh là giá trị và nó có nhiều điều thú vị ở 6 bức tranh đó các bạn. Bây giờ là phần 2 các bạn. Bây giờ là phần 2. Thì cái bức tranh đầu tiên á thì bức Run Team and Speed. Thì bức tranh này được vẽ trong cuộc cách mạng công nghiệp khi thế giới có sự thay đổi lớn từ nền kinh tế nông nghiệp sang sản xuất máy móc. Tuy nhiên các nghệ sĩ thời đó cho rằng hình ảnh công nghiệp không đủ tốt để mô tả trong tranh. Thì vì vậy người họa sĩ Derrick Watson Runway thì Turner, họa sĩ Turner các bạn, GM VW Turner chọn chủ đề này cho bức tranh của mình, chứng tỏ rằng ông đã đi trước thời đại vì ông đã thấy tiến bộ công nghiệp là một điều gì đó tốt đẹp và hấp dẫn. Mặc dù hầu hết mọi thứ trong bức tranh đều được làm mờ để thể hiện sức mạnh của tốc độ, nhưng bạn vẫn có thể thấy một con thỏ đang chạy dọc theo đường ray được phóng to trong vòng tròn màu vàng. Có lẽ nghệ sĩ cho rằng công nghệ mới có thể trở nên nguy hiểm cho thiên nhiên và nhân loại trong tương lai. Bức tranh thứ hai, nụ hôn của Gustav Klimt. Đây được xem là bức tranh đã cứu vãn con đường nghệ thuật và danh tiếng của họa sĩ Klimt. Trước đó, ông đã thực hiện một loạt tác phẩm gây tranh cãi theo đơn đặt hàng để trưng bày trong sảnh trong Đại học Vienna. Công chúng đã rất tức giận khi xem các bức tranh kết hợp giữa hình ảnh khỏa thân và các biểu tượng mang tính triết học trong tranh. Người nghệ sĩ sau đó thậm chí đã phải phai tiền để trả lại khoản đã nhận trước của Bộ Giáo dục của Viên. May thay, bức The Kid ra đời đã được thành công vang dội. Bức Bảo tàng Benveder của Viên đã ngưỡng mộ bức tranh đến nỗi họ đã mua nó ngay cả trước khi nó hoàn thành. Mức giá được trả gáy tương đương là 185.000 đô. Hiện nay, vào thời điểm đó, đây là số tiền cao nhất từng được trả cho một bức tranh. Bức tranh thứ ba, View the Toledo, nói về quang cảnh Toledo của Enrico. Thì quang cảnh là Toledo là bức tranh phong cảnh đầu tiên của họa sĩ Tây Ban Nha vào thời điểm đó. Một số nhà nghiên cứu cho rằng đây không phải là toàn bộ bức tranh mà chỉ là một phần của nó. Tuy nhiên, không có bằng chứng về điều này và nếu bạn so sánh thành phố thực với bức tranh, bạn sẽ thấy rằng nó không phải là tất cả. Các địa danh trong tranh đều tương ứng với cảnh quan thành phố thực. Có lẽ nghệ sĩ đã muốn thể hiện khung cảnh tương lai của Toledo. Các bạn, đó là bức tranh thứ ba. Bức tranh thứ tư nè, Rowing 13 của Joseph Okiefer. Joseph Okiefer là một hoàng thích bức vẽ này vào năm 1915 khi đang giảng dạy ở một trường đại học và khi đang nghiên cứu về nghệ thuật trừu tượng. Vào thời điểm đó, các nghệ sĩ có xu hướng vẽ các hình dạng theo hướng hình học hơn. Vì vậy, nữ họa sĩ đã tập trung vào các hình dạng tự nhiên và dành cho một loạt các bức vẽ cho chúng. Sau đó, cô đã gửi những bức ảnh này cho bạn mình, người đã mang chúng đến một phòng trưng bày. Anh ấy nhận thấy rằng chúng là những thứ tinh khiết nhất, tốt nhất, chân thành nhất, xứng đáng để vào phòng trưng bày trong một thời gian dài. Người bạn này đã trưng bày một số bức vẽ mà không có sự cho phép của Okiefer. Sau khi phát hiện ra tác phẩm của mình đang được trưng bày, cô đã tranh cãi với người bạn của mình nhưng cuối cùng đã đồng ý để được cuộc triển lãm được tiếp tục. Bức tranh thứ năm, Bli Brian, thủ thư của Giuseppe Acimbondo. Giuseppe Acimbondo đã tạo ra một bức chân dung bằng một vẽ tập hợp các đồ vật hoặc thực phẩm khác nhau. Những bức tranh ông được coi là chiến thắng của nghệ thuật trừu tượng trong thế kỷ 16.
Tác phẩm trên được biểu 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 được hiểu là sự chế giễu nhằm châm biếm những người sưu tập sách, những người chỉ quan tâm đến việc mua sách hơn là đọc chúng. Tên ban đầu bức tranh vẫn chưa được tiết lộ và tiêu đề hiện tại của nó là The Library Brand, xuất hiện lần đầu tiên trong một kho lưu trữ ở đầu thế kỷ 20. Các bạn, thì trên đây là tôi đã phân tích cái năm bức tranh và đằng sau là những câu chuyện của nó kỳ thú. Hy vọng rằng nó sẽ giúp ích cho những bạn chơi tranh, những bạn nghiên cứu về tranh và những bạn sắp sở hữu những bức tranh là độc lạ quý hiếm của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Cảm ơn các bạn.